Hello, xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Hôm nay thì thăm mẹ con Nick. Vừa đến cổ rồi. Thăm mẹ con Nick này. Đây, quay cho các cô chú anh chị em xem. Con Nick hôm nay nó bỏ ăn. Đấy, bỏ ăn từ sáng, không biết là trời dở dời hay không. Nhưng mà mới chích cho nó một mũi đạm. Đấy, đạm của Hàn với cả một mũi B cốm lách để bổ sung vitamin và sức đề kháng cho con chó trong cái thời tiết chuyển mùa. Ở trong em này thì nó đang dở nắng dở mưa với cả nó đang lạnh, buổi sáng thì sương mù sương muối lạnh. Đấy, con Nick này là một con sinh sản rất là tốt. Hôm nọ thì em cũng đã nói với các cô chú anh chị em rồi và cũng có rất là nhiều những cái video clip về các bạn Nick này. Đấy, bạn Nick sau khi một năm trước là một hoa hậu thì bây giờ thì bạn ấy đã trở thành đã trở thành một con chó có cái tướng mạo nó không được là idol như ngày xưa đấy, như các cô chú anh chị em nghĩ nó nữa. Ngày xưa thì nó hay đi cùng con gấu đấy, nó với con gấu như là kiểu như là một cặp trời sinh luôn đó. Đó, bạn Nick hôm nay mệt à? À, con Nick là một con chó rất là khôn, sống rất là tình cảm. Từ bé thì cũng đã được yêu quý rất là nhiều. Đấy, gầy, đợt này là gầy. Nhưng mà vẫn chưa nhô được xương mông mấy. Xương mông của nó thì vẫn còn hơi hơi thấy thôi. Còn xương sừa, xương sống này thì thấy rồi. Bạn Nick chọc hết cả tai. Đó, chuyển mùa thôi, không sao đâu. Em cũng cho uống kèm với mà cả thuốc hạ sốt nhé, không biết là nó có sốt hay không. Đấy, thì cho nó uống thêm thuốc hạ sốt. Con này thì bao giờ là con nó tập ăn dặm thì em sẽ lôi ra em tắm cho nó. Trước lúc nó sinh sản đấy, trước lúc nó đẻ thì em cũng đã tắm. Đấy, tắm rửa sạch sẽ, lau chùi rồi là vú vê các kiểu hàng họ đấy. Đẻ xong là rụng rất là nhiều lông, cũng đang rất là ngứa ngáy. Nhưng mà sờ thì tương quan là nền niếc là xịt hàng ngày cho nên là nó sạch ấy, nó vẫn cũng không bao giờ nó cảm thấy nó bật. Ôi xa 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 ấy nào, mấy em này đâu, đây là con của nó này, đây là bé xám này. Đấy, quay cận cảnh bé xám cho anh Thịnh ở Bến Tre nhá. Anh Thịnh Bến Tre rất thích màu xám này. Đấy, con màu xám này là con đẻ ra đầu tiên luôn. Đấy, đẻ ra đầu tiên luôn. Rất là đẹp. Đấy, còn những cái con này. Đó. Lúc nha lúc nhúc. Con này nuôi con rất là đều. Những các con cái của con này thì em sẽ phải giữ lại ít nhất là 5 năm con để cho những cái thế hệ tương lai về sau. Và kể cả giống đực thì chỉ giữ lại 2 con thôi, tại vì trong cái cơ chế gọi là giữ lại và nhân giống thì chỉ được từng đó thôi các cô chú anh chị em ạ. Tại vì trại nói chung là cái cơ cấu của trại thì nó mới có 19 chuồng. Đấy, và trong đó là có 6 chuồng lẻ. Đấy, nhưng mà chắc là cũng chả lên tham, tại vì chăm bộ này để chăm nó thật là tốt thì nó cực kỳ khó, rất là khó luôn. Đấy. Để cho các em nó mập mạp khỏe mạnh rồi là đến lúc rồi là trưởng thành sinh sản và đưa đến tay các cô chú anh chị em thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian, chứ không phải là cứ để đây cho nó bú xong rồi tự nhiên nó lớn xong rồi tự nhiên đi bán cho các cô chú anh chị em đâu. Đấy, lớn lên tí rồi ăn uống rồi dạy dỗ đi vệ sinh các kiểu thể loại. Đấy, chứ không phải là đây một em cái đây, cái sô cô la đây đấy, năm chú đây, con mẹ là đây. Hôm nay dở trứng tí thôi cũng chả sao cả đấy. Các cô chú anh chị em nào nuôi chó sinh sản quen rồi hoặc mọi người đã tiếp xúc với chó thì những cái loại bệnh trên những cái con chó thì nó cũng dễ dàng thôi. Đối với những các cô chú anh chị em hiểu biết thì nó rất là dễ dàng. Mọi người đừng hoảng loạn, đừng hoang mang. Đấy, mọi người nói chung là loại bệnh nào cũng có thể chữa được, nhưng chúng ta phải phát hiện nó sớm.
Trên con chó và con mèo, con gà, con vịt thì nếu chúng ta không phát hiện sớm mà để đến khoảng tầm 2-3 ngày thì nó là chuyển biến rất là nặng. Đấy, nếu chúng ta phát hiện ngay ấy, nếu chúng ta là một trại chó hoặc chúng ta chăm sóc con chó và chúng ta yêu thương những con chó thì chúng ta sẽ biết được đến gọi là cái quá trình sáng chúng ta cũng nhòm nó tí, trưa trưa nhòm nó tí, tối nhòm nó một tí. Đấy, thì chúng ta sẽ biết được những cái tình hình sức khỏe của nó, những cái chuyển biến tinh thần hoặc là sức khỏe của nó như thế nào để chúng ta sẽ có những cái bước chữa trị cho nó, điều chỉnh từ dinh dưỡng ăn cho đến bữa ăn của nó hoặc là cho nó uống thuốc gì. Đấy, như đây này em phát hiện ra. Đấy, em cho nó uống từ sáng rồi nhưng mà chiều nay thì nó mưa, em có quãng thời gian rảnh quay cho các cô chú anh chị em. Nói thì rảnh không rảnh đâu nhưng mà cũng nhà nông các cô chú anh chị em ạ. Em cũng mới đi bỏ phân về, hai vợ chồng mới đi bỏ phân ghen trái về. Đấy. Ngủ. Tầm này thì ở trong em thì nó rất là lạnh. Nếu mà về buổi tối lạnh lắm. Nó khoảng tầm hai mấy độ thôi. Cũng gọi là lạnh rồi. Đấy, đẻ được một bầy chó với một cái con chó như thế này thì nói chung là con mẹ phải cực kỳ tốt thì nó mới đẻ và nó mới nuôi con được như thế này. Sạch sẽ nhá. Đây, bên dưới nền này. Sạch sẽ, rất sạch sẽ. Em cũng dọn dẹp nó đấy, nhưng mà con này phải nói là nó cực kỳ sạch sẽ, kể cả bên ngoài này. Bên ngoài chuồng này. Đó, cũng cực kỳ sạch sẽ. Nói chung là một ngày thì sẽ dọn dẹp cho nó 2 lần. Đấy, một lần gọi là xịt nước, rửa, tẩy rửa và một lần gọi là quét khô. Đấy. Thì nói chung là cái con chó khi mà nó được nuôi nhốt trong khi sinh sản ấy, thì nó cũng biết nha các cô chú anh chị em. Ban đầu thì trong cái thời gian thụ thai và đã có bầu to rồi ấy, thì nó sẽ được nuôi nhốt. Nuôi nhốt thì trong cái quãng thời gian đó nó sẽ hiểu là nó sẽ cần đi vệ sinh ở chỗ nào, ở khu vực chuồng, và trong một ngày nó được thả ra ở quãng thời gian nào thì nó sẽ đi vệ sinh ở thời gian đó. Hầu như là khoảng tầm 15 ngày khi đến lúc đẻ thì em không bao giờ thả chó, kể cả nó vệ sinh ở trong chuồng. Nhưng mà vệ sinh ở trong chuồng thì một là nó sẽ vệ sinh ở cái góc bên kia. Đấy, chứ nó không bao giờ vệ sinh ở trên này. Đấy, trên này là nó biết là những cái phân tầng đây này. Đây, có bậc tầng đây này thì nó sẽ không bao giờ là ỉa ở trên này, chỉ ở về phía khu vực kia thôi thì xịt. Xịt là nó trôi ra bên ngoài, là nó xuống cái cống ở bên ngoài là nó lại ra ngoài vườn. Đó. Hệ thống cống của em rất là dài. Dài 27 mét rưỡi. Cả hai bên chạy dọc hai bên. Cứ xịt ra ngoài là bắt đầu là xịt xong là nó gọn gàng luôn. Nó không có mùi miếc gì, chảy hết xuống cống, có hệ thống cống mà. Kể cả mưa, tạt mái tiếp các kiểu vào là nó sẽ chảy hết xuống cái cống đấy, là sẽ ra ngoài vườn, mương rãnh ngoài vườn hết. Rồi, quay lại với bọn chó nào, càng nhìn càng phê các cô chú anh chị em ạ. Khi mà nhân giống ra được nó thì nói chung là cái cảm giác nó phê lắm, chứ không phải bảo là em quay đi quay lại bảo khoe đi quay lại đâu. Nói chung là phê pha. Ai nuôi sinh sản và ai nuôi gọi là cái dòng chó Sù Bắc Hà này thì biết nhân giống ra được những cái con chó nó cực kỳ là khó. Nó không phải là con chó nó khó nuôi, khó bảo, khó dạy, nhưng mà nhân giống nó khó, tại vì người ta bảo là chửa đẻ thì cửa mả mà. Thì nếu mà đẻ không tốt hay là như nào đó thì nó sẽ rất dễ gây ra bị hao hụt và chết. Cho nên là đẻ được như này, nằm nằm đều đặn như này. Đó, con này chạy 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 đâu ấy? Chạy đâu đấy? À, chạy đâu? Con mẹ Nick này thì là một con rất là khôn, sống rất là tình cảm. Nick, 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 Loạn đấy, bắt đầu loạn đấy, nó tưởng thả con này ra đấy. Ấy xài, ấy xài. Đấy, thân xác hoàn toàn không nhận ra luôn. Sống rất là tình cảm. Đấy, và nó khôn lắm, con này cực kỳ khôn, khôn từ bé luôn. Nó là một con gần như là đầu đàn, con cái chơi của con đực luôn, bụp đực luôn, không có sợ con nào cả, rất là bản lĩnh.
Con này nó nói chung là em thả với rất nhiều các con chó đực khác nhau để cho nó phối để xem như thế nào. Lần đầu tiên nhưng mà thật sự là nó không phối với con nào ngoài cái con gấu, tại vì nó ở với con gấu quen rồi. Nó ở với con gấu từ cái lúc nó 6 tháng tuổi cơ cho đến cái lúc mà nó đẻ lứa đầu tiên. Đấy. Con này là đúng cữ luôn, cữ này là lứa thứ hai là đúng cữ luôn, là cứ 6 tháng một lần, 6 tháng một lần. Răng bím đầy đủ nhưng mà thân xác thế này thì thi thố kiểu gì. Vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà đã hai đứa con. Hai đứa con con bố con mẹ của cái con nick này này, con bố con mẹ của con nick này là hai con cũng cực kỳ là đẹp, cực kỳ là tốt luôn. Nhưng mà nó lại không may một điều là vào năm 2020, cuối năm 2020 thì nói chung là nó cũng xảy ra một cái tình trạng, đấy là một cái vụ gọi là sét đánh. Nhưng mà sét đánh thì nó lại không chết hai con đấy. Nhưng đến đến tận năm 2021 ấy, đấy, giữa năm 2021 khoảng tầm tháng 8 đến 9 thì là nó mới chết. Đợt đấy là sấm sét thì nó sét nó đánh chết khoảng tầm mười mấy con bò sữa. Đấy thì nó canh trại bò sữa ở trên đấy. Thì nó nói chung là bố mẹ con này rất là đẹp, cho nên là em hay dặn mấy bạn nhân viên ấy là để ở gần văn phòng, để gần cái chỗ mà quản lý nhân viên với cả đến làm các kiểu ấy, nói chung là văn phòng. Thế là chuồng trại thì cũng có cột thu lôi các kiểu đàng hoàng đấy. Nhưng mà chắc là sét nó đánh thì nó không may, nhưng mà bò thì chết, nhưng mà hai con đấy nó không chết, nhưng mà chỉ yếu thôi đấy, nó cũng yếu yếu thôi. Nhưng mà về sau này thì tương quan thì nó chắc là nó bị ảnh hưởng nhiều về sấm sét ấy, cho nên là nó không sống được lâu, nó không thọ. Chắc là đợt đấy nó đánh thì là nó cũng không chết, nhưng mà nó bị ảnh hưởng nhiều, cho nên là sau rồi nó chết đấy. Thì giữ lại, nói chung là cũng giữ lại được hai con, nhưng mà một con thì một anh tâm huyết thì anh ấy đến tận nhà thì anh ấy bắt luôn, bắt luôn, trả tiền vợ em luôn, cho nên em chả ngăn cản được, để lại một cặp. Con bố của con nick này là không phải là một con đỏ sô cô la chuẩn nhé, nó là một con đỏ sẫm thôi chứ không phải là đỏ sô cô la đấy. Còn con mẹ của con nick này là một con đỏ sô cô la, nhưng mà chặng thì lại là một cái chặng nhỏ đấy. Nó con mẹ của nó thì chỉ chặng là từ 16 đến 18 kg thôi, cho nên con nick này bây giờ thì cái chặng của nó cũng chỉ tầm từ 18 đến 20 kg thôi. Đợt mà nó béo nhất mà quay cho các cô chú anh chị em với con gấu thì là nó được là 10 19 kg 8 đấy. Là lúc đó đi chơi đi trước đấy, không biết là ăn uống gì chưa, chắc là ăn rồi, là được tầm đó. Nhưng mà nhìn cái con chó mà cái là ở chó bản địa của Việt Nam trên dòng chó số Bắc Hà ấy, mà tầm 18-20 kg thì em nhìn thì nó to lắm rồi. Không biết các cô chú anh chị em cảm nhận như nào nhé. Em phải bảo là trại của em nhỏ cho nên là em cứ cảm tưởng nó thế là nó to đâu, không phải đâu. Đi nhìn rất nhiều con, nhiều các cô chú anh chị em đăng ảnh nên bảo là cái con này chạm với khung này là 30 kg, nhưng mà thật sự nếu mà để em chụp ảnh chó như em lên thì thật sự cái con đó không bao giờ khung bằng chó như em luôn. Sao lại vác được cái số thịt mà 30 kg được, thì cực cực kỳ là nó là hoang mang, là thông tin có thể là không đúng. Chứ đấy, hôm nọ em bảo với các cô chú anh chị em là cái con gấu đấy chặng gầy 23 kg mà đã nhìn nha, nhiều anh em đến chơi trại của ui cái con chó đen này sao nó to thế đấy. Người ta chỉ có bảo nó ủa sao cái con chó cái 22 kg mà sao to thế, to như chó đực luôn. Rồi là con chó đen này sao 23 kg đang gầy thế mà cho sờ người luôn, đang gầy luôn, gầy trơ xương lưng, gầy lên hai đốt sống đít của con chó luôn, bảo sao nó to thế, khung nó thế này thì thì 23 kg đã thấy to. Nhiều các bộ cho anh treo đưa ra những cái luận điệu còn 32 35 kg. Em nghĩ chó bản địa Việt Nam không phải chó Tây đâu, cho nên đừng nghĩ là chó bản địa của Việt Nam nó phải to.
chúng ta hãy làm thế nào chơi những cái con chó nó thuần khiết, chơi những con chó nó thuần một tí. Đấy, chúng ta là người Việt Nam thì cũng chỉ thon gọn thôi, nhỏ gọn thôi. Đấy, phù hợp gọi là lạng lách đánh võng trên mọi địa hình. Thế là ok rồi. Chứ cần gì mà phải to vệ vệ đến lúc vệ quân xâm lăng lấy nó có phải chạy vào mắt à? Đồi núi trung du nhiều thế này chạy vào mắt à? Chạy xong rồi thở nó bắn cho chết luôn. Đây là tướng của em Nick đang cho con bú. Chán. Hôm nay chắc mệt. Thay đổi thời tiết này thì nói chung là mấy đứa nhỏ nhà em nó cũng ốm. Kể cả người lớn thế. Em tháng trước thì cũng mới ốm. Nói chung là năm nay là thời tiết nó cũng lung tung quá. Bây giờ mới cập nhật được đến cơn bão số 7. Gần cuối năm rồi, cuối năm dương rồi mà mới cơn bão số 7. Thì nói chung là năm nay thời tiết nó biến chuyển khá là phức tạp và khó khăn cho những người nông dân, kể cả trồng cây rồi là cây ăn trái rồi là vật nuôi. Đấy, thật sự thay đổi thời tiết là một cái vấn đề mà gọi là rất là trầm trọng, ảnh hưởng rất nhiều ở trên thế giới. Cho nên là chúng ta cần phải bảo vệ môi trường, cũng giống như là bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống xung quanh chúng ta cho thật là tốt. Nào, chào tạm biệt đi nào, Nick. Thôi, 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 thôi. Thôi, 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 dừng, 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 dừng. Dừng đấy cho con bú đi. Dừng đấy. Dừng đấy cho con bú đi nha. Rồi, xin chào nha. Nick xin chào toàn thể các cô chú anh chị em nha. Xin chào, gặp lại mọi người.